Thưa quý vị, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Nhâm Dần năm 2022, tỉnh Bến Tre đã thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, trưng bày hoa kiển tại các địa điểm trung tâm thành phố như Hồ Trúc Giang, Công viên An Hội, Bảo tàng tỉnh Bến Tre. Những ngày Tết, có dịp đến đây, người dân và du khách có thể tham quan thưởng ngoạn, tìm về những nét xưa ngày Tết, đặc biệt là lưu giữ lại những hình ảnh, kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè, người thân. Một trong những điểm được nhiều người dân và du khách tham quan là không gian triển lãm Hương Tết quê xưa và cụm tiểu cảnh làng quê tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre. Năm nay, ngoài trang trí, hình ảnh con cọp Xuân 2022 nhằm giúp mọi người hoài niệm về Tết xưa của vùng quê xứ Dừa, Bảo tàng Bến Tre đã trưng bày những hình ảnh chợ hoa trên sông, một nét độc đáo của sinh hoạt giao thương vùng sông nước xứ Dừa, cảnh Tết thôn quê với các món đặc trưng trong mâm cỗ cúng ông bà như thịt heo kho rượu, dưa giá ngâm chua, khổ qua dùng thịt, bánh tét. Những hình ảnh tại không gian trưng bày đã gợi lên hình ảnh quê mộc mạc, đậm tình hương Tết quê xưa, nơi đã ghi dấu, in đậm trong tâm thức của mọi người dân, cho dù ngày Tết hiện nay đã có nhiều thay đổi. Thì mấy ngày nay mình cũng có đi nhiều chỗ trong tỉnh, thì khi đến mà cái bảo tàng Bến Tre mình hôm nay mình phải nói là rất là bất ngờ. Ở đây có triển lãm hai cái nội dung, là bên này là cái phần bên du lịch của tỉnh mình, và bên kia coi như là triển lãm lại mấy cái chợ quê, những cái hoạt động của bà con mình ở vùng nông thôn á. Thì khi đến đây thì mình thấy cái quang cảnh này rất là đẹp, và nó mang một ý nghĩa, phải nói là nó gợi cho mấy cái thế hệ sau này nắm bắt được những cái truyền thống của ông bà mình. Và đây cũng là một trong những cái cảnh mà có nhiều bà con mình đến đây tham quan rồi chụp ảnh lưu niệm rất là nhiều. Đây là một trong những cái điểm rất là thu hút khách của Bến Tre mình trong năm nay. Trong cái hoạt động Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Bảo tàng Bến Tre thì có thể nói chú trọng tới nhiều cái hoạt động, trong đó hướng đến cái việc mà giúp cho người dân có một cái nơi vui chơi, sinh hoạt, giải trí, cũng như là để ghi lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm trong cái dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Hình ảnh làng quê ngày Tết với những cánh đồng trù phú và muôn hoa khoe sắc, cảnh sinh hoạt đời thường của người dân được Bảo tàng Bến Tre tái hiện với mô hình ngôi nhà ủ rơm, ruộng lúa, tạo nên một bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hình ảnh ngôi nhà ủ rơm mang lại cảm giác êm đềm, ấm áp, quây quần bên người thân, gia đình. Bên cạnh đó, cánh đồng lúa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới như đón chào một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Không khí náo nhiệt ngày xuân của một vùng quê đã tạo nên biết bao hình ảnh đẹp mà mỗi chúng ta không thể nào quên. Thông qua các hoạt động, Bảo tàng Bến Tre muốn mang lại cảm giác yên bình, ấm áp của vùng quê xưa đến giới du khách trong dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Hương Tết quê xưa này với một cái chủ đề đó là gợi nhớ về những cái hình ảnh như là chợ Tết, về cái gói phong tục, gói bánh tét, bánh chưng của ông bà chúng ta, hay là nói về cái chợ hoa, rồi các cái hoạt động như là lì xì chúc Tết, hay là các cái hoạt động như là các cái trò chơi dân gian ngày xưa mà trong cái Tết xưa chúng ta đã thể hiện. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái minh họa về các cái hình ảnh mai lan cúc trúc được thể hiện trên các cái hiện vật gốm sứ, để từ đó muốn nói rằng là cái sự gửi gắm của ông bà chúng ta đến với cái tác phẩm gốm sứ, đó là hình ảnh về mai lan cúc trúc thể hiện cho sự may mắn, thể hiện cho sự chúc phúc, thể hiện cho sự an lành trong cái năm mới. Và bên cạnh đó thì với một cái tinh thần là Bảo tàng Bến Tre muốn phục vụ cũng như là giới thiệu đến với du khách, và đồng thời đây cũng là một cái điểm check-in trong cái dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Bên cạnh đó, Bảo tàng Bến Tre cũng đã dành riêng một không gian trưng bày những tác phẩm đạt giải trong cuộc thi ảnh đẹp du lịch năm 2021 với chủ đề Giải đẹp du lịch xứ Dừa, nhằm kết hợp quảng bá hình ảnh du lịch vùng xanh xứ Dừa, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng đến với du khách. Đặc biệt đến đây, du khách còn được giải trí, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật dân gian như đơn ca tài tử, hát sắc bùa, nói thơ dân tiên, sẽ mở cửa phục vụ đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022. Xuân Nhâm Dần đã về trên khắp quê hương, đất nước và người dân Bến Tre cũng hân hoan chào đón một mùa xuân với bao điều mong ước.
Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ gợi lại những ký ức đẹp để hương vị Tết cổ truyền của dân tộc tiếp tục được bồi đắp từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa của dân tộc.